Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Hoan. Và các bạn có thể thấy rằng là NE đã cập nhật cái màn trình diễn cho chị Red Lady trong bộ trang phục điệu nhảy cuối. Đây. Wow. Đẹp quá bà nội ơi. Sổ, xịn sỏ, xịn sỏ. Yes. Thì cái skin này trước khi mà nó bán thì chưa có, mà bây giờ sau đợt update này thì NE đã tặng cho chị ấy một cái màn trình diễn cực kỳ đẹp luôn mọi người, đúng không? Skin này mình thấy nó xếp vào loại skin S cũng khá là hợp lý. Và trận thôi. Mình chơi thực sự nhân vật này không giỏi lắm, toàn tạo gương dơ thôi. Mà cứ vào nhân cứ chơi survival mà cái con này vào tay ai là cực kỳ, họ chơi cực kỳ tốt. Tạo gương tốt, chém tốt. Mình không biết đường nào mà né thật sự. Có cái tai. Hey you, mình tới đây. Ô, có dấu chân này. Ôi trời ơi. Bà thím. Chúa tể của những chiếc sừng. Úi giời ơi. Chỗ này đừng có đập ván, tại vì nó đâu có bị ngắt quãng đâu. Từ từ, cứ bình tĩnh, hội chị em mình cùng bàn nhau tí chuyện phụ nữ. Kìa 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 kìa. Áo, thấy không, chém dơ. Trời ơi, các bạn thấy mình chơi không? Eo ơi. Thế mà hụt đấy. Đau lòng dễ sợ. Úi dồi, úi dồi, xoay xoay. Bạn xuống dưới hầm ngồi an nghỉ để cho bạn sống lâu. Đấy, trong cái map này có một cái bạn là thợ máy nữa cơ. Ngán. Thợ máy tương lai bị giảm sức mạnh khi mà sử dụng robot rồi. Trời ơi. Mà mình thấy là giảm cũng khá là hợp lý thôi. Nó quá là mạnh khiến cho Hunter bây giờ cũng khá là trầm cảm mọi người ạ. Tại vì các bạn chơi men về survival, các bạn sẽ có cảm giác rằng là các bạn bị giảm một chút gì đó cục cưng của mình, các bạn sẽ thấy rất là tiếc nuối. Nhưng mà đối với những cái bạn mà chơi Hunter bị trầm cảm bởi những survival gây ra thì họ cũng khá là buồn. Cứ mỗi lần dí sang một đứa là kiểu gì cũng nổ xong hai máy. Đó là mình nói về những cái nhân vật mà survival chơi ở tầm cao nha mọi người. Buồn lắm em ơi. Đây, mình ở sau lưng đây nè. Có đứng ở trước đâu. Có đứng ở trước mặt bạn đâu, bạn đứng bạn dòm. Tính đập ván mình đó, tính đập ván mình đó. Tốc biến nè. Tốc biến nè, nhặt bóng nè. Úi giời ơi. Cái trò của bạn mình biết thừa rồi. Né hơi bị dẻo luôn đó, phí cái tốc biến. Nhưng mà không sao. Độ an toàn cao là được. Đừng có nhánh 6 giờ. Năn nỉ luôn. Năn nỉ luôn. Ai da. Quỷ tên đảo tông mình. Rồi thôi xong. Game over. Đấy thấy không. Thợ máy sửa máy xong giờ còn có hai máy. Bốp. Nhây. Đi ra kia chơi. Rồi, bye bye. Chai gen. Skin này đẹp quá bạn ơi. Nhưng mà nhìn có vẻ nó hơi nóng một chút. Hơi nặng đầu luôn. Hơi nặng. Đừng xoay cái gương thử xem. Tại vì nãy thấy hương sư chạy vào trong đây mà không biết đang ở đâu thôi. Chắc ra khỏi cái nhà rồi. Ơ kìa, ơ kìa. Bà thím đang đứng đây nè. Đâu rồi? Đây, 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 đây. Mình tạo gương. Hello cục cưng. Chạy. Chạy chỗ nào? Ui.
Ôi đôi mắt kẻ mắt Clara. Nó đậm thì thôi rồi. Vẫn có người ở gần đây. Mình phải cam, tính là nhảy sang cái máy kia. Máy kia chắc là con robot ấy. Đâu nhỉ? Sao cứ nổ máy suốt ấy? Và có cái phụ kiện. Ôi ôi thợ máy. Trời ơi né hay thế. Chém trúng vào bạn hương sư mất. Khiếp mấy bạn này đảo ghê thiệt. Sợ luôn ấy. Hello mình đây. Chạy được không? Chạy này. Rồi, ngồi ngoan đấy đi. Mình đi sang chỗ khác chơi đây. Giờ chắc cũng chẳng ai dám cứu bạn đâu. Ngoài ra. Vậy chơi Hunter nhiều khi các bạn thấy mình có làm thử vài trận trên livestream thì dĩ nhiên là nó sẽ có một cái gì đó. Nó hồi hộp và áp lực cực kỳ luôn. Kìa. Chết. Úi dồi ôi. Nói chơi mà trúng thật kìa. Wow. Tiền đạo giờ chắc đi sang đó cứu bạn thợ máy. Eo ơi, nãy ba máy giờ còn đúng có một máy thôi. À, đừng có cứu, để cho thợ máy chết đi. Úi giời ơi, khổ thân tôi chưa. Hương sư được robot của Mechanic cứu rồi kìa. Úi, cái thằng này. Cái thằng đầu bò này. Bạn này hình như chưa lên ghế lần nào luôn đấy. Ơi né hay nhỉ. Chết. Úi giời ơi, cái tốc biến của mình pha đẹp quá. Quá đẹp luôn. Coi ông ngồi ông lên nhánh bò. Khiếp. Nhìn đối dép buồn cười quá. Nhìn cái bộ trang phục này đúng hài luôn á. Mày không hiểu là cái tai thỏ trên cái nón này có ý nghĩa là cái gì. Nhìn cái đều đều. Lúc đầu mới chơi mình thấy cái bộ skin này nó khá là. Cái nón của nó nhìn rất là giống với cái này mà các bạn hay đảo trứng ấy. Mình hay gọi là cái sạn. Cái sẻng ấy, mọi người. Giết vì đam mê thôi. Giờ giết bạn hương sư luôn. Cuộc chơi của bạn kết thúc ở đây rồi. Bạn rất tốt nhưng mà mình nghĩ rằng là tiền đạo nó không thương bạn đâu. Cái máy kia nó đang nổ bùm bùm kìa. Đấu này sợ bôn ly ở mấy cái cửa sổ này lên nhánh 12. Cầm cái tốc biến. Đấy, vẫn có người. Đây, bé Mech. Giết bạn Mech nữa. Tiền đạo kìa, tiền đạo kìa. Để mình quay lại mình giết cái bạn robot á. Không là nó sẽ tranh thủ, nó sẽ nổ máy á. Căng cực. Nếu mà không, nếu mà biết là không bị bully ở những cái khu vực như cửa sổ thì mình thấy rằng là mình cũng không có phải mang nhánh 12 đâu. Nhưng mà cái gì nó cũng phải giữ cái độ an toàn. Sai lầm khi vào nhà rồi bạn ơi. Sai rồi, sai quá sai. Ok. Lần này thì chắc chắn là bạn sẽ ngồi không. Mechanic giờ không dám cứu bạn nữa rồi. Nhìn quả đít của tiền đạo nhìn nhọn vãi. Cứ mắc cười thôi dép. Trời ơi trời. Cái tai ở gần đây. Để mình quay lại cái chỗ kia có hầm ở đâu ở đó không.
ta ở xung quanh đây mà không biết là bạn này đang ở đâu. Khổ ghê, chắc không giết được rồi. Hầm đây không chờ để mình biết mình lại mình cam. Ủa không có. Cái tai mất rồi. Ôi rồi, bạn nhảy hầm rồi. Không sao. Vậy là quá đẹp rồi, quá đẹp rồi. Trời ơi. Ở bản test thấy có rất là nhiều YouTuber họ đang leak những cái gọi là thay đổi cơ chế về nhân vật, từ tăng hoặc là giảm sức mạnh theo NE họ công bố cho. Trước thì mình cũng có xin làm xin bản test để mình có thể chơi và mình làm video clip cho các bạn cùng xem rồi. Nhưng mà má NE má không cho. Trời ơi. Má còn cảnh cáo mình là không được gửi những cái thư tương tự như vậy nữa, bởi vì là những cái thư như vậy họ sẽ không có nhu cầu, có yêu cầu gọi là trách nhiệm gọi là duyệt cho mình. Lúc đó cũng khá là buồn mọi người, khá là buồn. Nhưng mà biết sao bây giờ, cũng may là bạn Khang ở bên bên admin group Identity 5 Việt Nam, bạn ấy có cho mình mượn cái tài khoản bên server Trung Quốc. Cho nên là những cái gì mà bên Trung Quốc update trước thì mình cũng có thể mình sang đó mình chơi bời trước, rồi mình làm clip gửi cho các bạn. Như hồi trước là Vũ Trang nó cũng có thay đổi. Ui ui thằng cơ bồi. Này thì Ý, thế ông chém dơ kìa. Trời ơi. Ui, vừa giờ mới trúng. Hoàn chém dơ dễ sợ luôn. Muốn sao, muốn sao? Muốn gì? Oai, tóc biến bẩn. Trời ơi. Thôi mình quay trở lại mình nhặt ông ma thuật sư. Trước thì Gu Chang nó cũng cập nhật bên Trung Quốc, mình cũng chơi để giới thiệu cho các bạn trước. Ngồi ngoan đây nhá. Sự thay đổi về nhân vật ma thuật sư mình thấy cũng khá là ấn tượng. Từ từ đã, giết cả bồi. Ôi, trúng cả bồi kìa. Trời ơi, phải hoan không vậy? Tại vì mình chơi dở những nhân vật Red Lady lắm, thật sự luôn. May sao trận nãy thắng, mong trận này cũng thắng luôn cho nó đẹp. Ô tên nó sốc. Oh shit. I can't believe. Trời ơi. Trời ơi. What the hell. Cơ bản là nhân vật ma thuật sư cứu ghế rất là lâu. Đắng lòng cho Hương Sư. Ô đã được mỹ nhân cứu rồi. Xoay. Ồ hơi lố. Ok kìa. Cứ tưởng là bạn này AFK chém cho phát. Ôi cowboy được cứu rồi. Gì đây? Muốn gì đây? Đánh đòn giờ. Ơ bạn này sao không có chơi bời gì nhỉ? Thấy cái kiểu như đi tự sát ấy. Ơi ca bồi kìa. Ý giời. Chết. Oh man. Hoan đang làm cái quái gì vậy trời? Kiểu như là mình không tin được. Mình không tin là mình có thể làm được những cái điều phi thường. Oh my god. Nhiều pha nó ảo vãi. Chà, tạm biệt ma thuật sư. Có người tới cứu kìa. Một chém này. Này thì ui. Trời ơi quả sọ oan nghiệt. Úp. Dây dơ. Trời ơi dơ. Rồi lên ghế luôn nha. Mình không ngờ là trận đấu này mình giết nhanh đến vậy luôn á. Đi rank mà nhẹ dễ như vậy thì đỡ quá. Đi rank thôi rồi. Đây là trận đấu thường thôi. Đi rank tôi hơi bị sốc. Ok kìa kìa. Ai kìa. Oh my god. Tốc biến luôn. Quá đẹp.
thấy có bóng dáng Hưng Sư đi ngang qua đây. Muốn núp hầm á, thanh niên, mình biết thừa mấy cái trò này. Nhưng mà no, Hoa nói say no. Ủa đâu rồi? Ủa dấu chân đây nè. À đây 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 đây. Cứ sợ bị mất dấu. Úi xồi ôi. Ơ kìa, giờ mới trúng đây. Đẹp quá mọi người ơi. Ván này có vẻ nhanh nhưng mà kết thúc nó quá là đẹp. Nhìn sang chảnh quý tộc vãi. Tèng. Lại tiếp tục chào các bạn một lần nữa trong ngày thứ chủ nhật. Và xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những clip lần sau. Bye bye.